mừng các bạn đã đến với chương trình Thiếu Nhi Yêu Chúa. Và bây giờ là câu chuyện số 7. Bạn cũng là tôi. Ngày xưa, có một vua kia vô cùng tài giỏi. Vua này cũng được mệnh danh là vị vua hết sức công minh và nhân hậu. Bên cạnh đó, vua còn hay đưa ra những sắc chỉ vô cùng táo bạo và bất thù nữa. Ví dụ như: cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Hay: ta đến đây không phải để kêu gọi người công chính, như là để kêu gọi người tội lỗi. Thực vậy, vào một ngày đẹp trời, vua cùng đoàn tùy tùng đang vi hành, ngài dừng chân tại một đền thờ và trao ban những điều hay ý đẹp cho dân. Bỗng có một đám người dẫn một người phụ nữ đến trước mặt vua và thưa: muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ xử cho thần dân. Người phụ nữ này mắc tội ngoại tình, chúng thần vừa bắt được, xin bệ hạ minh xét. Vị vua anh minh và thông biết mọi sự này thủng thẳng nói: theo luật của dân ta, nếu ai mắc tội ngoại tình sẽ bị ném đá. Vậy ai không có tội gì thì hãy ném đá trước đi. Thật lạ lùng thay, từ già đến trẻ cứ lần lượt rút lui hết. Cuối cùng chỉ có một mình người phụ nữ. Lúc này vị vua anh minh và cao cả này mới ôn tồn nói: ta cũng không kết án ngươi đâu, hãy về bình an và đừng phạm tội nữa. Thế là người phụ nữ hết lòng cảm ơn vị vua tốt lành và ra về bình an. Các bạn thiếu nhi thân mến, vị vua mà các bạn vừa nghe mình kể đó chính là vua Giê-xu đấy các bạn ạ. Ngài hằng thấu suốt mọi sự và vô cùng nhân hậu. Và vị vua ấy luôn muốn nhắn nhủ chúng ta rằng: bạn cũng có lỗi và tôi cũng có lỗi, chẳng ai là người hoàn hảo cả. Vậy chúng ta cùng nhìn nhau với ánh mắt cảm thông, yêu thương và trân trọng nhé. Kính chúc các bạn thiếu nhi ngày một yêu Chúa nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.